Hello, xin chào mọi người ạ. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay ạ. Hiện tại thì chiếc ống kính đây là chúng ta đang được quan sát cận cảnh một ca đang thực hiện cái dịch vụ hair shop. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, trong quá trình làm hair shop thì chị thấy thế nào ạ? Dạ, thấy rất hài lòng ạ. Vâng, chị có cảm thấy khó chịu hay là đau rát gì không chị? Dạ không ạ. Vâng. Là đỡ ú tê rồi đó. Vâng, chị cứ mỗi khi làm dịch vụ thì trước khi làm ấy thì các chị em đều được ủ tê trong ít nhất là 30 phút ạ. Và cái loại tê mà DK đang sử dụng là loại tê nhập khẩu, loại tê tốt nhất hiện nay rồi và tuyệt đối an toàn. Nên là trong quá trình làm thì các chị em sẽ chỉ cảm thấy hơi châm chích một chút xíu thôi, chứ không hề là đau rát hay là khó chịu gì cả. Dạ. Lý do vì sao chị lại biết đến DK hả chị? Dạ, thông qua trên mạng đó, mạng xã hội đó. Chị xem trên Facebook đúng không ạ? Vâng ạ. Em mấy người cũng chia sẻ, mình biết. Thế ạ, với lý do vì sao chị lại lựa chọn DK ạ? Thấy dáng mày tự nhiên, em không thích làm dài, em thích làm dáng mày tự nhiên nên chọn DK. Vâng, vì xu hướng làm đẹp tự nhiên bây giờ là các chị em rất là ưa chuộng cái xu hướng đó. Và DK thì rất là nắm bắt được tâm lý của các chị em. Nên là tất cả, nhất là về lông mày, môi và mí thì DK đều có những công nghệ và cái kỹ thuật tự để làm sao khi làm xong ấy cái sản phẩm của mình được tự nhiên nhất có thể chị nhé. Và người thực hiện ca hair shop ngày hôm nay cho chị khách là Master Minh Nguyễn ạ. Vâng, và đặc biệt là cái công nghệ này rất là thích hợp cho tất cả các loại da, kể cả những chị em mà có da dầu này, da hỗn hợp hoặc là da bị lỗ chân lông to. Hầu như là các chị em đều là rất sợ là khi điêu khắc vì là thích tự nhiên ấy, nhưng mà điêu khắc xong thì sợ là với cái tình trạng da như thế thì nó sẽ nhanh bay màu chứ còn không giữ được. Tuy nhiên thì với hair shop thì các chị em sẽ chơi được lâu hơn này, nó sẽ kéo dài cái tuổi thọ của cái cặp lông mày của mình hơn, mình sẽ giữ được lâu hơn. Đó, như chúng ta quan sát thì chân da sẽ chỉ đi nhẹ trên lớp thượng bì của da thôi, nên là sẽ là tuyệt đối an toàn. Và cái điểm ưu việt của hair shop đó là tạo được cái mức độ an toàn nhiều hơn rất nhiều so với điêu khắc. Đó là không để lại cái sẹo của trên da. Đó, và các sợi hair shop thì sẽ mảnh này, mượt hơn và khi bong ra qua thời gian thì sẽ không bị loang sợi nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ạ. Hiện tại thì mọi người đang theo dõi livestream được trực tiếp tại khu kỹ thuật của DK Eyebrow tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và lát nữa thì chúng ta hãy cùng chờ đợi cái sản phẩm lông mày cuối cùng của chị gái sau khi hoàn thiện nhé mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người.